Mai vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Tiêu đề ngày hôm nay là mình bón phân vô cơ có hàm lượng kali cao cho cây mai. Trong cái đầu tháng 12 âm lịch, tức là cái chu kỳ 3 đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì mình đã còn có đâu có bao lâu nữa các bạn, còn có 15 ngày nữa ha. Thì mình lắc lá mai, thì năm nay nó có cái hơi xáo trộn về cây mai. Thôi một lát mình sẽ chia sẻ sau. Bây giờ mình xem lại là những cây mai, rồi mình xem lại những cây mai mà mình đã làm thì hiện nay cái nút cái gạo nó thế nào, Tết nó có ổn định hay không. Thì bây giờ tôi nói lại cái chu kỳ rải phân, rất nhiều ý kiến khác nhau, do đó nên tôi chia sẻ cái cách làm riêng của tôi trước. Thì bây giờ cái đợt này mình bỏ là cái gì các bạn? NPK có hàm lượng kali cao, một muỗng cà phê đá gạt ngang cho cây từ 25 đến 30, đúng không? Rồi cứ bỏ. Đó là kỳ này, rồi mình tôi chia sẻ kỳ tới luôn. Kỳ tới tức là ngày mùng 8, mùng 7, mùng 8 tháng 12. Bây giờ tôi nói lại nè, NPK có hàm lượng kali cao là cái gì? Cho phép ha. Là những cái loại có cái chữ K đó, NB thấp hơn cái K hoặc là bằng nhau. Thí dụ 17, 17, 17. Có những bạn bỏ 6, 6, 6 đó cũng được rồi. Tức là nó ngang bằng hoặc là hai cái N nó thấp hơn thì tôi gọi là cái hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao. Một muỗng ăn canh gạt ngang đối với hoành 25 và 30. Rồi thì giờ các bạn cứ bỏ ha, tôi chia sẻ trên lý thuyết mà thôi. Rồi bây giờ tôi chia sẻ luôn, khi nào mình ngưng 7 ngày sau mình sẽ bỏ cái gì, cũng là NPK có hàm lượng kali cao và cái phân hữu cơ các bạn bỏ chung, bớt lại, bớt cái liều lượng lại chút xíu ha, chút xíu thôi. Rồi bắt đầu tới khi mình suốt lá, lặt lá là không còn đưa bất kỳ cái gì vô hết. Đó là cái cách làm của tôi, đúng không? Thì hôm nay tôi chia sẻ hơi muộn là lý do ngày giờ tôi cũng quên. Tôi bữa nay 29 mùng 1 các bạn, nó không có 30. Đó là cái những cái nội dung mà tôi chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì nếu các bạn làm thì các bạn làm theo như tôi cũng được. Đi hàng năm tôi đã làm vậy rồi. Thì cái kết quả là tại sao mình phải bỏ hai phần như vậy là như thế này. Ví dụ mùng 7 á, hoặc mùng 8 mình bỏ hai thứ đó, 7 ngày sau thì cái hàm lượng NPK nó ăn hết, nó rút vô lá xong rồi, nó chỉ tồn lại là gì, hữu cơ. Thì khi cây mai của mình lặt lá xong nó không còn ăn nữa, ăn rất là ít, ăn nhưng mà rất ít, thì nó sẽ bổ sung từ 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 nuôi cái bông, đúng không? Rồi đó là cái phần của tôi. Rồi có những bạn hỏi bây giờ nếu mình bỏ hai cái hàm lượng đó một lượt nó không được, bỏ bây giờ mốt khỏi bỏ lại gì, cũng y như cái liều lượng vậy, một muỗng ăn canh gạt ngang và một nắm hữu cơ. Bây giờ nè, đây là cách của tôi. Rồi bây giờ cách các bạn chia sẻ, rồi bỏ luôn được, cách nào cũng được hết, ra các bạn không còn bỏ nữa, hoặc là các bạn làm theo cái cách hồi nãy tôi chia sẻ rồi. Để chi? Nó nuôi cây mai. Và có những bạn nói như vậy, không biết cái này dài dòng quá rồi các bạn ấy không, tại vì tôi nói tổng thể luôn ha, tổng hợp luôn. Khi các bạn bỏ rồi tôi sẽ chia sẻ lại, nhưng mà cái này tôi nói nè, không nên bỏ những sau khi lặt lá rồi, không nên bỏ những hàm lượng cũng như là gì, N3M hay là Atonic các bạn tưới. Có những bạn là chia sẻ là làm như vậy, hỏi được không? Tôi nói các bạn làm vẫn được, nhưng mà gì, nó đưa lên nó làm cho cái gì, cái bông này nè, cái bông của cây mai á, nó dài cái chân ra, nó dài cái chân ra các bạn, đúng không, nó dài cái chân ra vậy nè,
nó yếu đi đã, mình đưa thì khống chế để chi cho dưỡng cái bông nó lâu rụng. Mà mình đưa cái hàm lượng đạm vô thì sao, nó kéo cái chân bông đó, nó dài ra là một, đúng không? Cái thứ hai nó gì, mau tàn. Rồi thì bây giờ mình trở lại, và cái gì canxi bo thì mình cứ xịt các bạn, cứ xịt. Rồi tôi sẽ chia sẻ, và quan trọng một lần nữa tôi nói bạn, muốn cho đây tới Tết vẫn còn bị phản, lý do là sao? Nước cũng là chủ đề nữa, đúng không? Rồi ráng giữ độ ẩm xuyên suốt nước. Rồi bây giờ cái này khỏi xịt nữa cũng được, khỏi xịt là tôi nói cái phần sâu bệnh đó, còn có 15 ngày nữa không sao hết. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, ngày nào mình lặt thì theo tôi năm nay trời nắng vô cùng nắng. Mình làm chơi cây mai nhà mỗi năm á, thì cái chủ trương tôi là sớm nào tốt nấy, nhưng mà tôi lặt bữa 15 và 16. Bữa nay mình tăng lên 16 và 17 đối với những cây mai nhà. Cây mai nhà mình chơi á, 16 và 17 theo cái ước lượng của tôi. Còn các bạn thì tự định, tôi định cũng đâu có chắc ăn cây mai tôi đâu, đúng không? Tôi á, thì tôi dặn công rồi 16 và 17. Năm nay nó tăng lên một ngày. Còn những cây mai nhà, những cái loại này nè, các bạn xem lại ha, cây mai của tôi á, thì rồi cây mai này nè. Các bạn nhớ không? Nó nở là 50% do tôi bị sốc nước. Và tôi điều chỉnh nó lại thì bây giờ nó đứng nè, nó đứng lại. Mình xem lại cái nút cái gạo nó như thế nào. Thì các bạn thấy vậy chơi được không? Đây nè, từ từ ha. Cái này mà các bạn suốt một cái nó bung liền. Cái này có thể 18, 19 tôi suốt cũng được. Bây giờ những cái dạng cây này nè, các bạn thấy cái nút này thấy hồn không? À, đây nè, cái cự ly này dữ lắm. Còn vậy, như vậy thì sao? Tết nay tôi vẫn còn bông chơi, các bạn thấy không? Nhưng mà cây mai này ha, thí dụ bây giờ á, người ta lặt lá xong 7 ngày sau người ta bung nó lụa, nó chừng 4 ngày là nó bung. Bởi vì giờ nó đã mùi dữ lắm rồi. Bây giờ nó chỉ cần, đây nè, các bạn thấy nó khủng khiếp lắm. Khủng khiếp là tôi nói cái nút đó nghe, cái nút mà nó sắp bung á, nó ghiền dữ lắm rồi. Chỉ cần mình tắt và động là gì? Lặt lá một cái thôi. Bạn thấy cái nút cái gạo hết không? Cái này 18, 19 á, lặt á, theo tôi á, mình đụng tới nó là bắt đầu nó bung. Thành ra mình xem lại. Như vậy là gì, cây mai này Tết nay tôi nghĩ nó cũng rực rỡ. Rồi thì nó nằm ở đây đâu có chạy được các bạn, đúng không? Nó rực rỡ vô cùng. Thì tôi nói các bạn làm cái gì nó cũng phải có thiếu sót. Rồi, mình xem lại cái nữa rồi tôi chia sẻ thêm chút xíu nữa. Vậy được rồi các bạn. Và sau đó mình xe lại. Năm nay thật sự tôi buông thả quá, tôi làm nó lùm xùm nè. Vì cái điều kiện của tôi sức khỏe ha. Và có các bạn hỏi năm nay chú ba chia sẻ ít quá, thật sự là rất ít. Nhất là do điều kiện sức khỏe của tôi nó mất cái cảm hứng đi. Sức khỏe nó cũng không được như những năm trước ha. Cái thứ hai nữa là do tôi nuôi ít cây mai quá. Năm tới tôi sẽ bứng về khoảng 40-50 cây làm lại ha. Cũng do điều kiện sức khỏe mà mình không có bứng về. Năm tới tôi sẽ bứng về cái những cây mai để mình có một cái số lượng lớn các bạn ơi, một số lượng lớn ha. Khoảng 20 cây trở lên mình mới dễ chia sẻ. 20-30 cây á, nó sẽ có những cái thay đổi từng cây từng cây từng cây. Còn bây giờ nó ít quá vậy nè, rồi tôi lại bỏ bê nữa, không có ấy ha. Để trong vườn thì con của tôi nó làm, thì nó những cái này. Do vậy nên bây giờ định cái ngày mà lặt lá là do các bạn mà thôi. Và tóm lại cái tiêu đề này, và một lần nữa những anh em nào có nhu cầu chơi mai Tết thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại ha. Tôi sẽ cho cái số điện thoại của con tôi để các bạn hỗ trợ cho tôi để Tết có một cái số kinh phí.
và tôi sẽ các bạn xem ha, liên hệ với con tôi, nó trên Zalo nó quay, coi những cái nào đồng ý thì các bạn giúp giùm. Đó là cái phần kinh doanh của tôi hàng năm. Thì tóm lại để mình nghĩ nè, bón phân hữu cơ, vô cơ là NPK cho cây mai, hàm lượng kali cao, tôi nó đã nói rồi thì các bạn cứ bón. Mùng 8 tháng 12 mình bón hai thứ, liều lượng giảm lại chút xíu thôi, một lần một cái NPK hàm lượng kali cao và cái hữu cơ. Rồi khi lặt lá rồi mình không còn bổ sung cái gì nữa hết, chỉ chăn sâu và cũng giữ độ ẩm nước, tôi sẽ chia sẻ sau. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay và năm tới mình sẽ làm lại các bạn. Do điều một lần nữa xin lỗi các bạn ha, năm nay tôi làm rất là ít cái clip do cái điều kiện sức khỏe chứ không có gì hết trơn á. Rồi đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.